quá vàng không? Quá ngon cả lớp luôn ha. Vàng quá. Trời ơi nó thơm. Quá trời hấp dẫn luôn. Quá là ngon ha. Vàng bốc cái màu chín vàng ôm thơm phức luôn. Quá thơm luôn nè. Quá trời tuyệt vời. Quá là ngon ha. Quá ngon. Em mời cả nhà ăn với em cá lóc nè. Em mời cả nhà ăn nha. Về thất nghiệp về giờ nó thấy cái mương của mình thấy cá ụt quá vợ rủ đi tắt mương thì mời cả nhà cùng theo Trăng với mấy chú cháu mình đi tắt mương nha. Rồi đi lại tắt mương mình đó. Ô ô ô.
vàng là vàng thật luôn nè, nha vàng 24 luôn nè, thấy không, vàng quét luôn đó không. Quá trời ơi, cái gì bắt con cái gì vậy hả? Lúc đấy ô quá trời là cá lóc, đúng là cá đồng nó không có bự đâu ơi, nó vừa vừa à. Chỗ con nó nói gì chục đây cậu, vô đây con cá có cần cá có rồi con đi nghe là chú đi lại đây coi con cái nha, nãy giờ bắt được mấy con này, bắt được hai con, con cá lóc con cá dê à, đi vô đi lại đây bắt chốt chốt cá đi chốt cá chốt cá đi chết ở bên kia kìa kìa, cá lóc quá trời bự luôn kìa, bên hông đó kìa, mấy bên đó đó, bắt nó bắt chốt hai tay, ê chốt nó bắt cá lóc lành kia kìa, đâu rồi đi kìa, bắt hay vậy trời. Cá chê nè mà cá chê cái đen nó hơi xịn, dính không? Dính được con cá sặc luôn. Đó, cá sặc nữa nè. À, giờ được nghe đây con nè. Đây được 3 con cá lóc, 4 con ếch chê nè. Để thục ở trong đây nó còn chú chú nữa nè. Ở đây này chốt nó chưa giống máng rồi nè, nó dính gần gần con vậy, đụng bò xích lên đó thì chốt đậu mà trên đây, trời ơi dính gần cá lắm nè, trời ơi đưa lên.
Nó nhảy ra kìa, chụp chụp bắt chụp cái nào kìa, nhảy ra kìa. Chó lá môn, chó lá môn kìa. Cắn cái đầu nó, chưa cắn cái đầu nó quá không cắn. Không có sữa. Rồi mò xuống đây nè, xuống dưới đây kìa, cá kìa, vô kìa. Mấy con cá bự bự nó chúa ra trên vũng trình không. Mấy con đâu? Đi ra đếm ra được mấy con. Cũng bộn rồi mày ơi. Tí chưa? Tụi tụi ta tí rồi nè. Cá chê ơi, cá chê lội. Sao cá chê đâu? Lội vô hắn đó kìa. Chết rồi, nó cắn con tu rồi. Lội tụi ta gấp ở trong quần luôn nha. Sư mà nó cắn con tu rồi đó. Dạ con tu cây còn không rồi, cắn lắm rồi đó. Đâu rồi con cá, đâu rồi nó cứu, đâu rồi được một em cá sặc nữa các bạn ơi, cá sặc u nù có trứng luôn đây nữa. Rồi nãy giờ còn bắt quá trời luôn mà còn bắt quá, cá sặc nữa nè. Nãy giờ đủ lượng cá mà không mất luôn được kìa. Đụng mà mất không được luôn hả? Kìa vậy? Cá sặc nữa các bạn ơi. Cá sặc nó lội xuống dưới đây nhiều. Ủa, nó nhảy ra hả vậy? Cá gì vậy? Cá sặc hả? Rồi nó nhảy ra vậy. Cậu cậu con gì đây nè, con gì đây, cái nó biết cái đó đó. Nó sặc, nó sặc. Ồ, đụng dính con kìa. Bao đưa lên. Kìa. Ừ. Đợi cuối rồi. Cậu ai dẫn nó con cá lóc chột. Ê, dẫn nó con cá lóc kìa. Dẫn nó con cá lóc kìa. Trời nước chỉ bắt được rồi. Cá sặc nó chúa nó phê luôn à. Cá này chúa này. Đây là cá trong đây luôn nè. Đây, hai con luôn. Con cá. Một con cá chê vàng. Con cá chê vàng hết luôn các bạn ơi. Con kia kìa. Nè em ơi. Đùa quá hay với trời. Đùa rất một tay luôn ta. Nguyễn Trần ta. Sạc này hơi quậy nó nổi nha. Rồi giúp con em cá sạc nữa. Đùa nó dính con cá lóc nữa kìa. Ấp tụ quần luôn kìa. Ấp tí, ấp tí cái quần luôn rồi. Mấy giờ rồi rồi. Đúng đâu vậy chủ? Đâu đưa cá lóc lên vuốt nè, đưa đầu lên. Trời ơi cá lóc mà. Trời ơi. Đi con dạ. Của con. Ừ, chưa kìa.
sắc ngọt thao luôn à. Con cầm nó chuột nữa. Nè, nó sặc kìa, nó sặc. Nó sặc lúng đầu lên kìa. Chỗ ngốc nè. Này nè, chỗ ngốc đưa lên đó. Đó đó đó, nó thịt lên đó. Ừ. Bên luôn kế bên con nữa. Cá sặc chà bá luôn các bạn. Chà bá luôn các bạn ơi. Đó kìa nó. Kìa kìa đây nè, cáo đây nè, cáo có lỗ rồi nè, có lỗ rồi nè. Không, có lỗ trên này nè. Nó chỗ đó đó. Này nè. Tới chút. Đó đó chứ bà ông đó đó nó ngủ khụi 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 đó. Ừ. Đây nè, trong nè, ông ơi. Ừ, ngay đó đó, ngay. Ừ, mò vô, mò vô. Cá đó đó, cá bự lắm đó, cá sặc bự lắm á. Con chú chuối rồi. Ra ngoài hả? Trên đó kìa. Đâu? Một con cua quá trời to trời luôn. Ơi mình mấy đó kìa, cái sạc sau lưng đâu kìa, đó đó đó, nó lú cái lưng lên, nó chà chỏ miếng lá mà mình kia chỗ ừ đi nhà con, nó không đụng cái nó lặn đó đó đó, đi chống coi giùm em mấy giờ một em cá sặc nữa. Đậu đậu đó, nó nhảy nhảy là nó không đó, nó nhúc nhích là nó không đó. Con cá đâu đâu ngoài chỗ có con cá một hồi kìa nè, mà nó đầu nó lú đầu lên nắng rồi nè, lú đầu lên nhóc kìa, con cá chạy quá kìa, nó kìa đó. Con gì vậy, con gì vậy? Bự không, bự không? Bự bự đúng chưa, đúng rồi nè, à nè. Đây con đó nha các bạn ơi. Nó cá ngựa. Quá trời cá chơi rồi. Vàng luôn rồi nha. Quá là vàng luôn ha. Mà có quần dục chứ. Trời ơi trời, bây giờ cá sạch nó nổi đầu lầy đó. Vớt nó đây. Kìa mà lưới nhóc kìa. Một con cá sạch nữa các bạn ơi. Cái nãy giờ có ai bắt cuốn cá rô chưa? Có một con cá rô luôn này. Đó, một con cá rô luôn các bạn ơi. Có con cá rô luôn này các bạn ơi. Cá rô đồng. Cá rô đồng. Sao lưng anh cá hột nhóc nè. Hột sao lưng anh cá sặc nhóc kìa. Lội kìa. Được con cá lóc. Sao lưng nổi nó sạch nhất kìa. À, bây giờ viết sạch đại cũng dính rồi. Như đây mình đi lên chế biến món ăn phải không? À, như đây được rồi. Đi lên mình sẽ chế biến món ăn đây. Mình sẽ đi rửa cho các bạn coi được thành quả cá của mình. Ủa, quá trời luôn nè. Đi lên chế biến món ăn các bạn ơi. Bây giờ bắt cá hết rồi các bạn ơi. Mình đi lên rửa sạch sẽ rồi mình sẽ chế biến món ăn ha. Đây, cục rồi. Đó, hình như đây nè các bạn ơi. Cá sặc này là kho tiêu nè. Thì mấy con cá chê thì mình sẽ nướng với ớt. Cũng được một mớ cá khá khá. Cho chú rửa cá xong thì thở ai thì vẫn đi lại đó liền. Hồi chú sẽ đi chế biến ăn nha. Cá hồi nãy mấy chú cháu mình đi tắt mương nè các bạn. Bắt được nhiều cá lóc đây nè với một mớ cá chê. Rồi mình đã làm rửa sạch sẽ xong rồi nè. Cá chê cũng làm sạch sẽ xong. Cá chê này hồi mình sẽ ướp nướng muối ớt. Còn cá lóc này mình sẽ đi nướng chui. Rồi ăn kèm với có rau sống nè. Với các nguyên liệu để hồi mình ướp nướng muối ớt. Rồi có ớt nè. Với bạch ngũ vị hương để hồi mình ướp cá chê mình nướng muối ớt. Rồi mời các bạn vào bếp làm với mình nha. Rồi mình sẽ làm muối ớt để mình ướp cá chê nướng trước nha các bạn. Có nhiều trăm nhiêu muối đây nè, thêm vài miếng bột ngọt, rồi sẽ
sẽ cho thêm một ít đường về nhà, vài trái ớt để mình đâm ra, đâm lòng với ớt. Vừa cậu cháu tắt mương được nhiều cá nha các bạn. Đằng lúc này làm cái lốc đứng chui nha, thì đang sổ chui ăn cá nè. Đó. Rồi mình sẽ bỏ muối ớt vô trộn cho vô cá cho nó thấm đều gia vị. Bỏ thêm một ít muối nữa. Còn ít muối này để hồi muối ớt chanh chấm ngon thể. Là bỏ chén luôn. Chú sẽ cho một bịch ngũ vị hương vô cho nó lên màu nó thơm. Dẫn chưa thể. Không quá hấp dẫn rồi. Rồi cho miếng tương ớt vô. Tương ớt này để cho nó lên màu nè thầy. Nó đẹp. Nó xui xui nhìn quá màu luôn. Rồi trộn đều lên. Trong khi chờ đợi cá để cho nó thấm khoảng 10 phút đó các bạn. Mình sẽ đi nhóm bếp lửa để ngồi mình có lửa than mình nướng cá luôn. Chú mới ớt mà thấy ngon lắm rồi đó chú. Nào. Dạ, chưa ớp để cho thấm đều muối. Ớp cho thấm đều muối cỡ khoảng cỡ 10 phút là chú đem đi nướng rồi nè. Chạy nước miếng cho mấy đứa. Con này con dứt đầu tiên. Dứt đầu tiên luôn hả Hiếu? Nó còn nướng nha các bạn ơi. Ở trong vườn chứ không phải là mình ở ngoài ruộng nên không có gơm. Đúng là đánh đuối nha. Mình sẽ nhóm bếp lửa bên đây để cho nó có lửa than để mình nướng cá chê luôn các bạn ơi. Chính hết rồi coi, vàng quá vàng không? Quá ngon cá lóc luôn ha. Vàng quá. Trời ơi nó thơm. Thơm quá nè. Quá là thơm vàng luôn ha, nướng vàng thật luôn ha. Trời ơi. Đúng thơm quá chị. Nè. Quá thơm. Đó. Thế này mình đập cho ba cái dãy này ra nha. Quá, chọc luôn à. Đã có lửa than các bạn ơi, mình sẽ bỏ cá lên nướng. Mẹ nấu không nghe. Cái thao cá chê quá là hấp dẫn luôn thầy ơi. Quá hấp dẫn. Em cho em chạy nhìn ăn nướng nha. Mấy đứa thấy chú nướng hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn. Nướng ngon. Quét thêm cái miếng nước sốt lên cho nó thấm. Hấp dẫn hay không? Chó hấp dẫn luôn. Trở về lại nướng gì ha, thấy hấp dẫn chứ phục. Quá trời hấp dẫn luôn. Quá là ngon ha. Vàng, cái màu vàng ươm ha. Ươm quá chừng chừng chở bàn chút xíu nó là được đó ha. Kiểm soát số quân kỹ kỹ nha, coi chừng nướng mất con à. Về ăn dụng hả? Cái này phải dòm kỹ kỹ mới được à. Rồi cá đã sao chín xong rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ gấp ra luôn. Đã chín vàng ươm thơm phức luôn. Quá thơm luôn nè. Hấp dẫn hay không? Quá trời thơm. Chà. Con quá thèm, con biết thèm nè các bạn. Có bụng gì vậy? Thơm quá các bạn ơi. Để luôn chẳng muốn. Quá trời tuyệt vời. Quá là ngon ha. Quá ngon. Giờ cá nãy mấy chú cháu mình đi tắt mương đó các bạn. Giờ chế biến món ăn xong rồi nè. Cá lóc thì nướng chui, còn cá chê. Còn cá chê này thì mình nướng muối ớt đã chín xong rồi. Giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với mấy chú cháu mình hai món cá. Chú ăn. Chú ăn. Rồi mời cả nhà nha. Rồi em mời cả nhà cùng thưởng thức với mấy chú cháu em luôn nha. Rồi ăn đi mấy đứa. Quá là hấp dẫn luôn mấy đứa ơi. Chú sẽ ăn một miếng cá lóc này trước nè.
ăn cá lóc nướng chui này là ăn bằng tay vậy nè mấy, nó hấp dẫn nè. Nè muối tư chanh nè mấy đứa. Rồi em mời cả nhà ăn với em cá lóc nè, chấm miếng muối tư chanh, chấm muối ớt chanh, nặng miếng chanh cho nè. Nãy Hiếu nói là cái này ăn ngon nè phải không? Rồi em mời cả nhà nha. Cho Hiếu miếng nha. Nó ngon quá em mấy ơi. Thịt cá nó lóc nó ngọt. Miếng nữa, miếng nữa. Thầy rất ngon không? Dĩa muối ớt, dĩa muối ớt chưa cay không? Quá là hấp dẫn không? Dạ. Nước xương. Ăn miếng dưa leo cho nó đậm nhé. Chấm miếng mưa. Cá chê ớt muối nữa nha các bạn. Làm miếng đây. Quá là ngon luôn các bạn. Thử nha. Cái da cá lóc nó rất là thơm luôn nha các bạn. Trời ơi nó ngon. Chén mưa ớt đổ quét luôn. Để miếng cá chê bên đây cho mấy đứa. Quá ngon ha. Rồi cá lóc nè, để bẩn về con. Ngon vô ăn đi. Quá ngon. Ngon không? Nhức nách không? Được rồi đấy. Nó ngon quá đó. Cái da cá lóc ăn nó ngon hết rồi. Nó đầm nước rồi. Nè Hiếu nè. Ủa chứ còn cá. Cá chê bữa nay cho anh nướng làm gì vậy ngon Hiếu? Ngon. Rất là ngon ha. Ăn miếng rau sống nè. Bỏ miếng rau sống nè. Bỏ cá vô gói. Bỏ miếng rau sống vô luôn. Rồi em mời cả nhà nha. Ăn ngon mấy đứa ơi. Quá là hấp dẫn. Hai đứa biết ăn dưa leo không? Ăn dưa leo không? Ăn dưa leo chấm bơ. Quá là ngon. Ngon Khải. Ngon không? Cá ngọt không? Cá ngọt. Quá ngọt luôn phải không? Cá đồng mà. Gói nè, gói bánh tráng không? Có bánh. Quá là hấp dẫn luôn mấy đứa ơi. Ăn gì bốc như vậy là cảm nhận nó mới đẹp vời. Ăn nó mới đã. Chấm miếng mưa ớt. À, đúng rồi. Mở ngon. Cái mở đó. Quá là nhiệt nách luôn mấy đứa. Ngon không ăn dữ Hiếu? Trời ơi cặp luôn rồi cặp. Quá rồi. Ngon. Ôi trời ơi ăn tới là xương luôn rồi. Mời cả nhà ăn với em miếng cá chê nướng mướt nha. Nãy gì chê cá chê. Nè Hiếu nè. Cá chê thịt nó ngon. Ngon ngon. Muối ớt vừa ăn. Ngon nè, chấm lại nè, chấm lại nè. Quá ngon luôn các bạn ơi. Nha Khởi với ngon chủ ăn ngon không? Ngon. Nếu ăn ngon không? Ngon. Quá ngon luôn. À như thế ha. Ăn miếng rau. Sao? Cho Hiếu cái nữa nha. Ở miếng cá lóc đi. Đã ngon quá trời cả luôn. Quá là tuyệt vời, ăn này quý lắm. Ăn cái đầu luôn. Cái đầu mà. Đây là xương chuẩn bị. Ngon. Quá là ngon mấy đứa ăn. Ăn nữa thôi. Chặt cái dưa leo. Ngủ luôn. Ngủ. À, chỗ nè. Cái đứa mạnh mạnh vô nha. Còn nhiều đó. Là miếng cá. Chứ là cá không? Ừ.
sớm làm ăn đậu quá nè, nãy giờ suốt quá trời luôn nè. Có miếng dào gặp cá giờ. Hai. Đi gói ăn đi. Tí chắc ngủ chậm lên nữa. Để thấy. Ăn cá cũng ngon. Ăn đi. À, cậu. Bắt bữa nay nướng cá lóc đồng nó ngọt hết mấy đứa. Dạ. Cá chê nướng muối cơm ớt cũng vừa ăn. Nào mời cả nhà miếng cá chê nha. Vô. Cái miếng rau này nè. Trời ơi nó ngon. Quá ngon luôn cậu. Trời luôn. À, quá là ngon ha. Không miễn tưởng lại được luôn. Nhịt nách nè. Nhịt nách. Còn nghe mà. Bây giờ hổ nước luôn. Ngon béo. Ngon. Béo ha. Em biết ăn rau giống người khởi không? Chị gói cái trang. Ăn rau được hả? Rau được con. Chị ăn bánh tráng không ha? Con ăn rau được. Dăng bún ha. Bóc lên đi. Dăng nhà không à? Lóc nướng này nè. Ăn bóc thì nó mới ngon. Cá bằng ngà mới ngon. Nè, cá ngọt không? Nè, nướng nè. Ăn nãy giờ quá ngon luôn mấy đứa. Trời ơi, ăn tài sát hết trơn luôn này. Hôm nay cái món này quá là nhức nách luôn ha. Nhức nách luôn. Món này mà phải cộng thêm vài ly rượu ha. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Để dành đây để bữa nào cuối tuần đi ha, cuối tuần mình lai gai ha, cuối tuần mình lai gai gặp lại. Mời cả nhà miếng nữa nha. Trời ơi ngon. Ngon quá mấy đứa. Nè hả? Làm miếng rau ha. Ăn nguyên con nha. Đạp đi. Thiếu đạp nguyên con chứ con khỏi kìa. Cá lóc ngon. Cá lóc đồng mới nướng nó ngọt hay mấy đứa. Cá ngon lắm. Cá đồng nó có cá này thấy không? Ăn nó ngọt thì tới xương luôn. Cầm miếng dưa leo nữa. Ờ đúng rồi. Khải cầm nguyên con luôn rồi. Nè Khải. Còn bún nhóc nhân nè mấy đứa. Có bún nữa không? Khải ăn bún nữa không? Có bún không? Ăn bún nữa. Ăn bún được phục gói cho năm nhau. Chú ăn bún nữa không? Ừ. Ăn gà không? Dạ. Rồi ra đó quá càng hấp dẫn, lâu lâu ăn cá đồng bữa ngon quá. Ăn mê ly hiếu bóc ăn khỏi quắn cá luôn kìa. Ăn không kịp quắn luôn nè. Ừ. Cái món này gói là mình gói không kịp với hai mấy đứa nó luôn không phục. Gói không kịp luôn. Ừ. Đứa giờ dành con hết rồi. Đứa cạm con đi. Gói lâu lắm. Có hiếu ăn gào không? Không ăn gào hả? Quá là ngon luôn mấy đứa. Đúng ngon. Nè chuột nè. Ồ ôi ăn cái miệng cô kìa. Quá rồi. Nè Hiếu ăn cuốn nha đi. Trời ơi ăn mà nó còn chấp nè. Không miễn cưỡng nổi với Hiếu luôn rồi. Phải chảy nước miếng với Hiếu rồi với cỡ luôn ha. Chảy nước miếng luôn. Chấp chấp chấp. Gói cho nó mà mình chảy nước miếng luôn nè. Không. Kệ mời cả nhà ăn với em cuốn bánh tráng này nè. Bánh tráng này đúng không? Ừ, luôn, quá ngon. Nè, chuột nè. Đâu chuột dơ lên chuột mời cả nhà ăn cái coi. Nó dễ là ăn.
Trắng rồi. Ngon rồi. Quá là ngon cả nhà. Con, cái gì đúng à? Ăn cái nào ăn cái nó mới xuống rồi nha. Cái này nó nè cặp ơi, cặp nguyên con đây, gói không kịp cặp nguyên con ơi. Hết nổi rồi. Cái nào cũng được quá rồi nha. Được lắm. Nhiều hơn. Ăn sơ cờ hết trơn mấy đứa. Quá là ngon ha. Còn xương không? Còn bụi xương không? Còn một xương không? Hết luôn rồi các bạn ơi. Đang bằng bơ con không? Hôm nay cá lóc trứng chùi với cá chè nướng muối ớt của chú làm ngon mấy đứa. Quá ngon luôn. Quá trời ngon luôn nè, ăn hết luôn nè, sạch xanh luôn nè. Quá là ngon, quá là hấp dẫn luôn nè. Không nè. Giờ clip của mấy chú cháu mình đến đây cũng dài cả nhà. Nhà yêu thích clip của mấy chú cháu mình hôm nay, nhớ cho mấy chú cháu mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để mấy chú cháu mình có động lực ra những clip hay hơn, mới hơn, hấp dẫn hơn nha cả nhà. Xin chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Xin chào tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.